Xin kính chào toàn thể cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Định Địa Ốc ngày hôm nay. Trên màn hình cô chú anh chị đây chính là khu tái định cư Long Đức, tọa lạc tại xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Một cái vị trí sở hữu một cái vị trí rất là đắc địa, một cái lợi thế rất là lớn anh chị nha. Hôm nay thì Định sẽ cập nhật cũng như là đánh giá tổng thể về khu tái định cư Long Đức này đến với cô chú anh chị mình nha. Từ đầu tháng 7 tới thì sẽ tổ chức cho người dân trong vùng dự án đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đoạn qua địa bàn huyện Long Thành sẽ bốc thăm những cái vị trí đất ở trong khu tái định cư này. Trong đợt đầu tiên sẽ có khoảng 140 hộ dân trong vùng dự án đã được xét duyệt đủ điều kiện bố trí tái định cư để bốc thăm những cái vị trí, những lô đất ở trong khu tái định cư này. Hơn nữa để tránh những thắc mắc, giúp cho anh chị nắm rõ những cái vấn đề trước thời điểm tổ chức bốc thăm thì huyện Long Thành sẽ trực tiếp tuyên truyền phổ biến cho từng hộ về hình thức bốc thăm. Hiện nay thì các cơ quan chức năng của huyện Long Thành đang tập trung xét duyệt hồ sơ tái định cư của người dân. Với những trường hợp đủ điều kiện để giao đất tái định cư, huyện sẽ nhanh chóng giải quyết thủ tục để người dân xây nhà. Về tiến độ xây dựng của khu tái định cư hiện nay thì khu tái định cư Long Đức đã cơ bản hoàn thành về xây dựng cơ sở hạ tầng, có đầy đủ điện, nước. Ngay sau khi được bàn giao về người dân thì có thể là xây nhà ở liền. Vị trí của khu tái định cư Long Đức nằm trên mặt tiền đường Long Đức - Lộc An, cách quốc lộ 51 chỉ 600m, bên cạnh là tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Một cái vị trí rất là đẹp, thuận tiện để di chuyển, dễ dàng vào trung tâm thị trấn Long Thành, sầm uất chỉ khoảng 1km. Với quy mô là 30 ha, quy mô dân số khoảng 3.372 người, gồm có 843 lô đất tái định cư. Những cái loại hình ở đây như là đất nền liên kế, đất nền biệt thự, mật độ xây dựng khoảng 45%, và nhà liên kế được xây dựng theo thiết kế là 2-4 tầng. Với hệ thống hạ tầng kỹ thuật được xây dựng hoàn chỉnh, cây xanh, vỉa hè, điện âm nước máy, hệ thống chiếu sáng để đảm bảo môi trường sống cho người dân ở trong đây. Những tiện ích của khu tái định cư bao gồm là có ban chỉ huy quân sự của huyện Long Thành, nhà trẻ, trường tiểu học, trường trung học cơ sở hiện hữu, công viên cây xanh và trạm xử lý nước thải. Trên màn hình của cô chú anh chị đây chính là bản đồ phân lô tỷ lệ 1/500, hay còn gọi là bản đồ phân lô chi tiết của khu tái định cư tại xã Long Đức, bản đồ quy hoạch phân lô anh chị nhé. Đây thì anh chị có thể thấy toàn cảnh là trong cái khu này, trong khu tái định cư của mình ở đây thì Định sẽ đi từ bên ngoài vào bên trong và những cái tiện ích và sơ lược một số cái thông tin để cô chú anh chị mình có được cái nhìn tổng quan về cái khu tái định cư này anh chị nhé. Thì ở bên trong cái khu tái định cư này của mình á thì sẽ có như là đất cây xanh này, đất giao thông, gian quy hoạch, rồi những cái tiện ích khác như là ở bên trong đây thì sẽ có là một ban chỉ huy quân sự của huyện Long Thành này, rồi nhà trẻ mẫu giáo này, rồi trường tiểu học, trường trung học cơ sở đã hiện hữu, là cái trường cấp 2 mà đã hoạt động cách đây là khoảng tầm 5 năm rồi đó anh chị, rồi là có công viên này, rồi trạm xử lý nước thải này, và tổng những cái lô này ở đây á, là có khoảng tầm 843 lô. Rồi tổng số người sẽ sinh sống ở bên trong đây khi mà lấp đầy là khoảng tầm 3.372 người đó. Rồi ở đây thì sẽ có những cái nhà liên kế và những cái số tầng ở đây á, thì sẽ giới hạn chiều cao là từ 2-4 tầng tùy từng vị trí đó. Rồi đó là những cái thông tin cơ bản của cái khu vực cái khu tái định cư này. Rồi tiếp theo thì Định sẽ chia sẻ đến quý cô chú anh chị. Trước mặt anh chị đây chính là con đường Long Đức - Lộc An anh chị nhé. Rồi sẽ theo cái hướng này thì anh chị mình sẽ di chuyển ra là khoảng tầm 200m thôi, theo cái hướng này đây anh chị nhé. Thì anh chị mình di chuyển ra khoảng tầm 200m là đã đến được tuyến đường quốc lộ 51 rồi, và anh chị mình sẽ di chuyển thẳng vào trung tâm thị trấn Long Thành anh chị nhé. Rồi còn theo cái hướng này, hướng ngược lại đây, theo hướng này thì anh chị mình sẽ di chuyển vào bên trong cái khu vực đường DT 79, anh chị mình đi ngược vào đây anh chị nhé. Dạ rồi, còn vị trí này, vị trí số 1 đây anh chị nhé, cái đám đất trống đây này là cái vị trí mà sẽ xây dựng trung tâm và là cái sở chỉ huy quân sự của huyện Long Thành ở cái vị trí này anh chị nhé, nguyên cái mảng đất lớn ở đây này.
Đó, rồi tiếp theo thì cái khu vực bên cạnh đây, cái màu xanh, cái đám đất trống, nguyên cái đám đất trống màu xanh dài dài to to đây này, dọc theo cái này thì anh chị có thể thấy đây chính là cái đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đây anh chị nhá. Đó, đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu rất là to ở khu vực này. Đó, trước tiên thì mình sẽ đi một số cái tiện ích để cô chú anh chị mình nắm rõ trước nhá. Còn ở đây này sẽ là cái khu vực cái số 5 đây chị nhá. Số 5 đây là cái công viên cây xanh này, thì ở trong cái khu vực khu tái định cư này của mình với quy mô là 30 hecta thì sẽ có hai cái công viên. Còn cái số 6 đây là trạm xử lý nước thải đây này anh chị, cái một tím tím ở đây này là trạm xử lý nước thải, còn nguyên cái mảng lớn ở đây sẽ là cái công viên cây xanh. Đó, rồi lên đây thì cái số 4 này anh chị nhá, cái vị trí số 4 này, cái ô số 4 này là cái trường cấp 2 hiện hữu anh chị nhá. Đó, trường cấp 2 đây thì đã hiện hữu và đã hoạt động cách đây là khoảng tầm 4 đến 5 năm rồi. Đó, thì cái trường cấp 2 này rất là rộng luôn. Rồi đây là cái trường số 3 này này, là trường tiểu học. Đó, trường tiểu học. Rồi cái số 2 này là trường mẫu giáo anh chị nhá. Thì cái cụm này là có trường mẫu giáo, trường cấp 1, cấp 2 đầy đủ. Đó, rồi tiếp tục lên trên đây là cái vị trí số 5 nữa này, là cái công viên cây xanh. Đó, thì ở đây là mình sẽ có hai công viên. Rồi, ngoài ra cái khu tái định cư này ra thì có chừa sẵn những cái tuyến đường như thế này này. Đó, những cái tuyến đường như thế này, và tuyến đường này anh chị có thể thấy là rất là lớn đúng không ạ? Hai cái tuyến đường này đều là hai cái tuyến đường chính của dự án hết anh chị nhá. Đó, hai tuyến chính của dự án là, và hai tuyến chính này thì đều có con lươn ở giữa như thế này. Đó, anh chị có thể thấy là đây là những con lươn ở giữa đây anh chị nhá, và đã được chừa đường đấu nối sẵn để sau này bên trên đây là sẽ có những cái khu dân cư, những cái khu phức hợp rất là quan trọng sẽ được triển khai trong thời gian sắp tới, và đã có kế hoạch để triển khai rồi anh chị nhá. Thì những cái dự án, những cái kế hoạch quan trọng như vậy thì sắp tới thì mình sẽ chia sẻ đến quý cô chú anh chị ở trong những cái video tiếp theo. Và được đánh giá rất là cao về cái khu vực, cái khu tái định cư này. Chắc chắn một điều là khi mà người dân nhận nền ở đây và sẽ có nhiều người bán lại, và những cái nhà đầu tư sẽ về đây đón đầu rất là nhiều. Cái giá trị ở cái khu vực này được đánh giá rất là cao anh chị nhé. Tại vì sao? Tại vì nó sẽ quy hoạch những cái cụm đầu mối về cái loại hình như là cụm phát triển về loại hình tin học hay là công nghệ cao ở cái khu vực này, công nghệ thông tin, công nghệ cao ở cái khu vực này anh chị nhé. Và cũng như là về cái đô thị của sân bay thì hầu hết là sẽ tập trung ở cái khu vực này rất là nhiều anh chị nhé. Đó, cho nên định đánh giá rất là cao về cái khu vực này, cho nên là về hạ tầng giao thông là cũng đã chừa sẵn những cái đường đầu nối như thế này rồi. Ngoài ra thì ở cái mảng phía đông bắc của cái khu vực cái khu tái định cư này này là hiện tại đang có một cái quỹ đất cao su rất là lớn ở cái phía bên này. Đó, thì ở cái phía bên này anh chị nhá, cái phía bên này này. Đó, là cái phía bên cái mảng bên này này thì sắp tới là sẽ được triển khai tiếp cái khu tái định cư Long Đức giai đoạn 2 nữa. Thì cái khu tái định cư Long Đức giai đoạn 2 với quy mô là khoảng tầm 52 hecta đấy anh chị, 52 hecta sẽ được triển khai tiếp vào giai đoạn 2 trong thời gian sắp tới, cho nên là cái khu vực này được đánh giá rất là cao. Ngoài ra thì cái vị trí của nó nằm gần quốc lộ 51 này, gần còn một cái điểm đặc biệt nữa là gần một cái quỹ đất 77 hecta sẽ được đấu giá trong thời gian sắp tới, trong năm 2024 này. Quỹ đất đó thì định sẽ cập nhật đến quý cô chú anh chị ở những video sau anh chị nhé. Đó, còn hôm nay thì định sẽ đi sâu về cái khu tái định cư này để chia sẻ cho anh chị. Rồi, tiếp theo thì định sẽ chia sẻ đến quý cô chú anh chị những cái lô nền ở bên trong đây. Lô nền ở bên trong đây để anh chị mình nắm rõ nhé. Thì bám theo cái trục đường chính anh chị, bám theo những cái trục đường chính thì sẽ có cái diện tích đất là ngang 5 và dài 25 anh chị nhé. Bám theo trục đường chính á, là 5 x 25, còn những cái nền ở bên trong, những cái tuyến đường đường nội bộ á, là 5 x 20. Đó, anh chị có thể thấy này, bám theo trục đường chính ở đây anh chị nhé, là 5 x 25 hết này. Đó, còn đường nội bộ là 5 x 20. Rồi, ra cái vị trí ở trục đường đây nữa thì mình sẽ thấy là 5 x 30. Đó, anh chị có thể thấy là 5 x 30, rồi 5 x 25. Đó, rất là đa dạng về cái loại hình sản phẩm, về diện tích anh chị nhé.
đó, cho nên là bài ở trong đây á là không có lô nào mà ngang 4 hết anh chị, toàn là ngang 5, 100% là ngang 5, trừ những cái lô góc ra anh chị nha. Lô góc thì có thể là nó sẽ chênh lệch một xíu thôi chứ không nhiều đâu. Lô góc ở đây cũng không quá lớn đâu anh chị, nó chỉ vừa phải thôi, đó, không quá lớn anh chị nha. Cho nên là ở cái khu vực này có thể thấy đây là một cái khu vực nó rất là đồng bộ luôn anh chị, rất đồng bộ anh chị nhá. 5 x 25, 5 x 30, rồi 5 x 20, đó, chỉ có 3 loại diện tích như vậy thôi anh chị nhá. Rồi có những cái nền thì nó có thể là chênh lệch nhau một xíu về cái độ dài đó, còn về bề ngang thì là 5 mét hết anh chị nhá. Đó rồi, cái khu vực này thì hiện tại là Định đang có rất là nhiều khách tìm ở cái khu vực này, rất là nhiều khách nhà đầu tư đang tìm kiếm cái khu vực này. Nếu như quý cô chú anh chị nào mà nhận nền mà mình không có ý định mình về đây để xây nhà mà có ý định là bán lại chuyển nhượng lại ấy, thì hãy liên hệ với Định, Định sẽ hỗ trợ anh chị mình nhá. Tại vì Định đang có rất là nhiều khách mà tìm kiếm những cái bất động sản ở khu vực trong này, cái khu tái định cư này để đầu tư, để đón đầu về cơ sở tầng cũng như là tiềm năng của thành phố Long Thành trong thời gian sắp tới đấy. Cho nên là anh chị mình cần hỗ trợ để sang nhượng lại thì hãy liên hệ với em Định nha, em Định sẽ hỗ trợ anh chị mình một cách chi tiết ha. Anh chị cần hỗ trợ thêm thông tin hay là cần hỗ trợ về sản phẩm, cần hỗ trợ về chuyển nhượng thì có thể là liên hệ với em Định sẽ hỗ trợ anh chị mình một cách chi tiết ha. Và đối với lại khu vực Long Thành thì Định làm rất lâu rồi, Định chuyên ở cái khu vực Long Thành, cho nên là quý cô chú anh chị em nào mà cần hỗ trợ về định giá bất động sản, định giá về thị trường hay là kiểm tra quy hoạch, hoặc là anh chị cần tìm kiếm bất động sản để mua đầu tư, hoặc là cần sang nhượng sản phẩm, cần mua bán ký gửi thì có thể là liên hệ em Định, em Định sẽ hỗ trợ anh chị mình một cách chi tiết nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị, quý khách hàng và nhà đầu tư trong những video tiếp theo của Định Địa Ốc nhé. Và vừa rồi là những chia sẻ của Định về khu dân cư cũng như là khu tái định, và vừa rồi là những chia sẻ của Định về khu tái định cư Long Đức, hay còn gọi là khu tái định cư dành cho tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu ở tại Long Thành, ở tại xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai anh chị nhé. Sở hữu một cái vị trí đẹp như vậy cho nên Định đánh giá rất là cao về cái khu tái định cư này. Và quý cô chú anh chị xem video hãy dành tặng cho Định một like cũng như là nhớ nhấn nút đăng ký kênh để liên tục nhận được những video, những cập nhật mới nhất về cơ sở hạ tầng, về tình hình bất động sản trong thời gian tiếp theo nhé. Xin cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo của Định. Hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo của Định Địa Ốc nhé.